Câu chuyện Thỏ làm chúa tể sơn lâm, dân tộc Nùng. Ngày xưa ở trong khu rừng già kia, có một con sư tử tự xưng là chúa tể sơn lâm. Nó tự cho mình là to nhất, khỏe nhất. Hàng ngày nó ra lệnh cho các loài thú phải lần lượt thay phiên nhau đến nộp mạng cho nó ăn thịt. Các loài thú hết sức lo lắng đến cái ngày mà mình phải nộp mạng cho sư tử. Mỗi lần hễ có một con thú nào đến phiên phải nộp mình cho sư tử thì cả rừng đều rủ nhau tới chia buồn và tìm lời an ủi. Hôm ấy, thỏ đến lượt phải đi nộp mạng. Các loài từ hổ xám, hổ bạch, voi một ngà, nai chín chạc, hươu sao, hươu vàng cho đến cáo mèo, cầy hương, chồn, sóc, chuột núi, chuột đồng đều kéo nhau lại để vĩnh biệt thỏ. Con nào cũng đau đớn và buồn bã, nhưng trái lại, thỏ không chút buồn rầu. Nó luôn miệng nhai cỏ, lâu lâu lại nhìn các bạn, nhếch cái môi sứt lên cười nụ. Khỉ già thấy vậy lấy làm lạ lắm, bèn hỏi thỏ: "Này chú thỏ ơi, cái chết đang kề bên người chú, sao chú còn thản nhiên và ung dung như vậy? Chú không biết rằng chúng tôi đang đau đớn thay cho chú đấy sao?" Thỏ ngừng nhai cỏ, trả lời khỉ và các bạn: "Ông khỉ già và các bạn không biết rằng lần này tôi đi là sẽ kết đời tên chúa sơn lâm vô đạo ấy hay sao? Tôi sẽ đổi đời cho tất cả loài thú bốn chân của chúng ta. Chỉ tiếc là đến phiên tôi hơi muộn. Nếu tôi được cất lượt sớm hơn một chút nữa thì nhiều bạn khác đã không đến nỗi phải uổng mạng như trước đây. Tôi đi chuyến này sẽ là một việc lớn, cho nên tôi rất vui. Cớ sao các bạn lại mặt ủ mày trao như đến đưa đám tôi vậy?" Nghe thỏ nói, khỉ già và các loài thú đều nhao nhao hỏi: "Này chú thỏ ơi, lão sư tử đã làm hại chúng ta nhiều lắm rồi, hiện nay ai ai cũng rất mực căm thù nó. Nếu chú đi chuyến này mà giết được nó thì chúng tôi sẽ tôn chú làm chúa tể sơn lâm thay nó đấy. Nhưng chẳng hay chú có thật làm được như lời chú nói không?" Thỏ nhếch mép cười trả lời: "Các bạn ơi, tôi nói thế nào ắt sẽ làm được như vậy. Các bạn hãy chờ tin mừng, trong ngày hôm nay tôi sẽ trở lại báo tin với các bạn." Nói xong, thỏ chia tay các loài thú rồi nhảy vào bụi lần đến hang sư tử. Nó đã có ý định sẵn nên đi chậm rãi. Lúc thì dừng lại dưới gốc cây si để lắng nghe những con chim đang hót, khi thì dừng lại bên khe suối nước trong để soi bóng mình. Thấy bóng mình dưới nước, thỏ bèn nảy ra một ý nghĩ mới. Thỏ lẩm bẩm: "Hừ, phải chăng tại nơi đây sư tử sẽ bỏ đời?" Nghĩ vậy, thỏ liền rảo cẳng đi một mạch tới hang của sư tử. Vì mải chơi dọc đường, thỏ đến hơi muộn. Vừa nhìn thấy thỏ ló đầu vào cửa hang, sư tử đã gầm vang lên: "Này cái thằng danh con kia, mày được ai cắt cử đến đây mà tại sao lại muộn quá như vậy? Mày thân hình bé nhỏ thế kia thì làm sao cho tao được đủ bữa? Mày hãy mau mau trở về, bảo con khác to hơn, béo hơn đến đây nộp mạng nhé." Thỏ đùng đỉnh trả lời: "Ông chúa tể sơn lâm ơi, các ông hổ và ông gấu sai tôi đến đây. Tôi đến đây không phải để nộp mạng cho ông, chưa chi ông đã vội chê bé, chê gầy. Tôi đến đây để mời ông đi ăn thịt một con thú to gấp tôi 100 lần và to gấp 2, gấp 3 ông. Nếu ông bằng lòng thì tôi mời ông đi ngay, kẻo nhỡ dịp may ông ạ." Lâu nay sư tử tự cho mình là to nhất, khỏe nhất, anh hùng nhất trong các loài thú. Nay nghe thỏ nói có con thú nào lại to gấp 2, gấp 3 mình thì giận dữ, bèn quát to: "Này cái thằng thỏ nhãi nhét kia, mày đừng nói láo. Tao được trời phong cho làm chúa tể, và tao to béo khỏe mạnh hơn tất cả muôn loài. Vậy thì ở trên đời này, làm gì có con thú nào to lớn hơn tao nữa? Nếu đúng quả như mày nói, thì hãy đưa tao đến đây, tao sẽ thử sức với nó." Thỏ cười thầm trong bụng, lẩm bẩm: "Cái lão sư tử già khọng tham ăn kia, mày đã đến ngày tận số rồi đấy." Rồi thỏ chạy nhanh thân thoát đi trước, dẫn sư tử đến bờ suối nước trong leo lẻo mà chú vừa soi mình lúc nãy. Sư tử vừa già, vừa yếu, vừa đói bụng, cố chạy theo cho kịp thỏ đã mệt nhoài.
Chạy đến nơi, sư tử há hốc mồm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Thỏ trèo lên trên hòn đá cao dựng đứng bên dòng nước chỉ xuống vực sâu bảo sư tử. Kia kìa, ông hãy ra đấy mà xem. Đấy, con thú mà tôi nói lúc nãy đang bơi lượn ở dưới đáy vực sâu kia. Nó to gần gấp đôi ông, nó khỏe lại béo nữa. Nếu ông tóm cổ được nó thì sẽ được một bữa thật no nê và ngon lành. Sư tử liền nhảy lên hòn đá, đứng bên cạnh thỏ nhìn xuống dòng nước. Quả thấy bóng một con vật lồng lộng ở dưới vực sâu, vừa to vừa béo. Nó gầm vang lên rồi lao mì xuống nước, với ý định tóm cổ cho bằng được cái con vật kia để kiếm một bữa chén đẫy. Nhưng sư tử không biết bơi, nhảy xuống nước tựa như hòn đá khổng lồ rơi xuống vực thẳm. Nó bị dòng nước suối kia cuốn đi mất. Nó ngoi lên vài lần, ngụp xuống vài lần rồi chìm hẳn. Nhìn sư tử trôi theo dòng nước, thỏ hết sức mừng rỡ. Thỏ nhảy nhanh vượt 9 đồng cỏ, qua 9 cánh rừng, trở về hang của mình báo tin cho đồng bạn. Được tin báo, muôn loài rất mực sung sướng. Từ nay tất cả họ hàng nhà thú bốn chân đều thoát khỏi cái cảnh phải nộp mạng. Thấy thỏ nhanh trí và thông minh, muôn loài đã tôn thỏ lên làm chúa tể sơn lâm.